Châu Thanh, vương triều cuối cùng của chế độ phong kiến tại Trung Hoa, khởi nguyên từ năm 1616 dưới sự sáng lập của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, người đã thành lập nhà Hậu Kim. Suốt 296 năm lịch sử, Châu Thanh đã chứng kiến sự thăng trầm qua 12 đời vua, khép lại một chương đầy uy nghi trong sách sử. Như một quy luật tất yếu, mặt trời cuối cùng cũng phải lặn và sự thịnh vượng tối thượng cũng sẽ dẫn đến suy vong. Chế độ phong kiến, dù một thời huy hoàng, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự đào thải của lịch sử. Những bức chân dung của 12 vị hoàng đế Triều Thanh đã minh chứng cho điều này, là những dấu hiệu của sự suy tàn không thể tránh khỏi. 1. Thanh Thái Tổ Ái Tần Giác Là Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhà sáng lập vương triều Hậu Kim, sau này là Đại Thanh, đã sử dụng 13 bộ giáp để khởi nghĩa, áp dụng những chiến lược tinh vi như liên hôn và kết giao với các quốc gia xa xôi để tấn công những quốc gia gần kề. Nhờ vậy, ông đã dần dần thống nhất được các bộ lạc nữ chân. Đáng chú ý là cho đến một năm trước khi thành lập nhà Hậu Kim, nhà Minh vẫn xem xét Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người không có tham vọng, không hề biết ông đã sớm nắm vững lịch sử Trung Quốc và ấp ủ ý chí muốn thống trị thiên hạ. Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời vào năm 1629 sau Công Nguyên, để lại nhiều bàn luận về nguyên nhân cái chết của mình. Một số ý kiến cho rằng ông mất do bệnh, trong khi những giả thuyết khác lại nói rằng ông bị trúng đạn pháo và qua đời. 2. Thanh Thái Tông Ái Tần Giác Là Hoàng Thái Cực. Ông là con trai thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đã tiếp bước ý chí của cha mình. Khi 34 tuổi, ông được tôn lên làm đại hãn và tiếp tục sự nghiệp xây dựng và mở rộng vương quyền mà cha ông đã khởi xướng. Hoàng Thái Cực đã đóng vai trò quan trọng trong việc trấn áp các nước chư hầu của nhà Minh, đồng thời mở đường cho quân Thanh tiến sâu vào lục địa Trung Nguyên. Ông cũng là người đề xướng chính sách Mãn Hán Nhất Thể, một nỗ lực nhằm hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc giữa người Mãn và người Hán, đồng thời không ngừng đẩy mạnh các cải cách để phát huy thực lực quốc gia. Vào năm 1636, Hoàng Thái Cực chính thức lên ngôi hoàng đế và trị vì trong 17 năm. Trong suốt thời gian đó, ông đã cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp chinh phục nhà Minh. Nhưng cuối cùng, ông vẫn qua đời mà không được chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của đối thủ, đánh dấu một kết thúc chưa trọn vẹn cho những nỗ lực của mình. 3. Thanh Thế Tổ Thuận Trị Đế Ái Tần Giác Là Phục Lâm. Ông là con trai thứ 9 của Hoàng Thái Cực, sinh ra từ một cuộc hôn nhân chính trị giữa người Mãn và Mông Cổ, đã sớm tham gia vào những trận đấu định mệnh của quyền lực hoàng gia. Trong cuộc đấu tranh giành ngôi vị hoàng đế giữa chú mình là Đà Nhĩ Cổn và anh trai là Hào Cách, Phục Lâm khi chỉ mới 6 tuổi đã được chọn làm người kế vị. Trong suốt thời gian dài, cậu bé này phải chịu sự khống chế và quản thúc nghiêm ngặt của Đà Nhĩ Cổn. Khi Đà Nhĩ Cổn qua đời, Thuận Trị đã nhanh chóng trấn áp các thế lực đối địch, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng quan viên người Hán nhằm hòa giải và giảm bớt mâu thuẫn giữa người Mãn và người Hán. Ông thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm đàn áp và vây bắt các hoạt động phản đối Triều Thanh. Trong những năm cuối cùng của triều đại Thuận Trị, đất nước đã đạt tới sự thống nhất cơ bản. Tuy nhiên, vào năm 1661, Thuận Trị Đế băng hà ở tuổi 24, để lại một sự nghiệp vương triều còn nhiều giang dở. 4. Thanh Thánh Tổ Khang Hy Đế Ái Tần Giác Là La Huyền Diệp. Khang Hy, một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc, đã lên ngôi khi chỉ 18 tuổi và trị vì trong suốt 61 năm, trở thành vị hoàng đế có thời gian cai trị lâu nhất trong lịch sử đất nước. Ngay từ khi nhậm chức, Khang Hy đã phải đối mặt với tình trạng loạn lạc và tranh chấp quyền lực từ các quyền thần. Trong bối cảnh thiên hạ chưa yên ổn, ông đã vừa phải củng cố quyền lực hoàng gia, vừa dẫn dắt quân đội dẹp yên loạn tam phiên. Và không chỉ thế, ông còn giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Sa Hoàng Nga, cũng như nỗ lực xóa bỏ dấu vết của nhà Minh thông qua chính sách cấm biển. Trong những năm cuối đời, Khang Hy ngày càng mệt mỏi và phiền muộn do sự tranh giành quyền lực không ngừng của các hoàng tử. Đến năm 1722, Khang Hy qua đời trong bệnh tật, để lại một bí ẩn về người kế vị, một điều mà đến thời điểm ông qua đời vẫn còn là một ẩn số. 5. Thanh Thế Tông Ung Chính Đế Ái Tần Giác Là Dận Chân. Ung Chính được nhắc đến như một vị hoàng đế chuyển tiếp
trong kỷ nguyên khang càn thịnh thế của nhà Thanh. Mặc dù chỉ trị vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi 13 năm, Ung Chính Đế đã để lại dấu ấn sâu đậm với những biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết các vấn đề do Khang Hy Đế để lại. Ông đã quét sạch nạn quan liêu, nghiêm trị tình trạng tham nhũng và xây dựng quân cơ sứ để củng cố quyền lực hoàng gia. Ngoài ra, ông còn chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp và thương mại, bãi bỏ hộ tịch cấp thấp và nới lỏng lệnh cấm kinh doanh đường biển, được Minh Sử Cảo đánh giá cao về sự nghiêm minh trong cai trị. Năm 1735, cái chết của Ung Chính Đế lại bao trùm trong bí ẩn, với những lời đồn đoán rằng ông có thể đã qua đời do ăn phải đàn độc. 6. Thanh Cao Tông Càn Long Đế Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Thanh Cao Tông Càn Long Đế, tên thật Ái Tân Giác La Hoàng Lịch, được biết đến là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử với tuổi thọ dài và thành tựu võ nghệ toàn diện. Trên thực tế, ông còn giữ quyền lực lâu hơn cả Khang Hy Đế, tiền bối của mình. Cuộc đời của Càn Long Đế trải qua nhiều thuận lợi, không có đối thủ cạnh tranh ngai vàng, sức khỏe dồi dào và thừa hưởng một nền tảng vững chắc từ tổ tiên. Dưới thời ông, Đại Thanh đạt tới đỉnh cao quyền lực, với sự mở rộng lãnh thổ rộng lớn và cơ đồ được củng cố. Tuy nhiên, thời kỳ trị vì của Càn Long cũng chứng kiến những quyết sách gây tranh cãi, trong đó có việc trọng dụng Hòa Thân, một quan tham khiến nhà Thanh chịu tổn thất nghiêm trọng về tài chính. Ngoài ra, chính sách bế quan tỏa cảng của ông cũng đã có phần dẫn đến sự suy vong của nhà Thanh về sau. Càn Long Đế qua đời vào năm 1799, đánh dấu sự bắt đầu của quá trình suy yếu không thể tránh khỏi của Đại Thanh. 7. Thanh Nhân Tông Gia Khánh Đế Ái Tân Giác La Ngung Diễm Vĩnh Diễm. Gia Khánh, tên thật là Ái Tân Giác La Ngung Diễm Vĩnh Diễm, lên ngôi trong bối cảnh quốc gia đã không còn hưng thịnh như thời các đời cha ông. Ông thậm chí còn bị coi là hoàng đế tầm thường do không đưa ra được những đổi mới cần thiết trong một thời đại đầy biến động. Trong suốt thời gian trị vì, Gia Khánh Đế tiếp tục áp dụng những phương pháp quản lý truyền thống của Gia Tiên, trong khi cuộc cách mạng công nghiệp đang dần thay đổi bộ mặt của thế giới. Điều này đã khiến triều đình nhà Thanh ngày càng trở nên lạc hậu và trầm lắng, không đón nhận sự thay đổi cần thiết. Hậu quả của những chính sách này ngày càng giảm sút, không những không thúc đẩy được sự phát triển mà còn khiến Đại Thanh ngày càng rơi vào cảnh khủng hoảng sâu sắc. Khi Gia Khánh Đế qua đời vào năm 1820, thời kỳ đạo quang trung suy chính thức bắt đầu, đánh dấu sự suy yếu không thể tránh khỏi của nhà Thanh. 8. Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế Ái Tân Giác La Miên Ninh. Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế, tên thật là Ái Tân Giác La Miên Ninh, được biết đến với lối sống tiết kiệm, tuy nhiên lại có tài năng hạn chế và thiếu những thành tựu nổi bật trong suốt thời gian trị vì. Ông đã cố gắng thay đổi những tệ nạn và tiêu cực trong triều đình, nhưng không thể áp dụng các phương pháp hiệu quả, khiến cho các quan lại trong triều tạo ra vẻ bề ngoài như thể đất nước đang yên bình. Trong thời kỳ Đạo Quang Đế tại vị, chiến tranh Nha Phiến nổ ra, đánh dấu một thời kỳ khủng hoảng sâu sắc. Đạo Quang Đế, vốn chìm đắm trong giấc mộng về thiên triều vĩ đại, đã chuyển từ chủ trương chiến tranh sang thỏa hiệp, khiến ông trở thành vị hoàng đế, đánh dấu sự chuyển giao từ thời cổ đại sang cận đại của Trung Quốc. Tình hình suy vong của nhà Thanh ngày càng trở nên trầm trọng. Vào năm 1850, Đạo Quang Đế qua đời trong sự uất ức và thất vọng. 9. Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế Ái Tân Giác La Dịch Chữ. Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, tên thật Ái Tân Giác La Dịch Chữ, có thể được coi là vị hoàng đế có số phận bi thảm nhất trong lịch sử nhà Thanh. Ông trị vì trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, phải đối mặt với cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc và sự suy yếu của chế độ phong kiến. Bên cạnh đó, trong hậu cung còn có Tử Hy, một người đầy dã tâm và tham vọng. Trong suốt thời gian tại vị, Hàm Phong Đế liên tục đối mặt với khó khăn từ trong nước và áp lực từ ngoài, trong khi bản thân lại thiếu khả năng để đổi mới hoặc ổn định tình hình. Ông thậm chí còn trải qua một lần phải chạy trốn khỏi kinh đô. Cuối cùng, Hàm Phong Đế qua đời vào năm 1861, khi mới chỉ 31 tuổi, để lại một thời kỳ đầy sóng gió và không ổn định cho nhà Thanh. 10. Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế Ái Tân Giác La Tải Thuần. Đồng Trị, tên thật là Ái Tân Giác La Tải Thuần, đã được miêu tả qua niên hiệu Đồng Trị,
nghĩa là cùng nhau trị vì. Đồng trị đế lên ngôi khi mới chỉ 5 tuổi. Trong bối cảnh Từ Hy Thái Hậu có ảnh hưởng lớn, hạn chế khả năng tự phát huy của nhà vua. Trong suốt thời gian cai trị, mặc dù các quan nhà Hán như Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương và Trương Chi Động đã cố gắng đề xuất phong trào Dương Vụ để cứu vãn tình hình của Đại Thanh, quyền lực thật sự của đồng trị đế vẫn bị giới hạn đáng kể. Các quyết sách quan trọng vẫn không thực sự nằm trong tay ông. Đồng trị đế qua đời sớm khi chỉ mới 19 tuổi, để lại một thời kỳ đầy bất ổn và tiếc nuối cho triều đại. 11. Thanh Đức Tông, Quang Tự Đế, Ái Tân Giác La, Tại Điểm. Thanh Đức Tông, Quang Tự Đế, tên thật là Ái Tân Giác La, Tại Điểm, lên ngôi hoàng đế khi chỉ mới 4 tuổi. Trong suốt thời gian trị vì, quyền lực thực sự thuộc về Từ Hy Thái Hậu, khiến ông trở thành một vị vua bù nhìn. Vào năm 1889, khi đạt 18 tuổi, Quang Tự Đế chính thức được chấp chính. Dù chỉ là trên danh nghĩa, dù phải chịu đả kích nặng nề từ thất bại trong cuộc chiến Trung Nhật năm Giáp Ngọ, Quang Tự Đế vẫn nuôi hy vọng cải cách và hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông cuối cùng cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Ông bị Từ Hy Thái Hậu giam lỏng và sống nửa cuối đời trong sự uất ức và đau khổ. Quang Tự Đế qua đời bất ngờ vào năm 1908, chỉ ở tuổi 38, để lại câu chuyện đầy bi kịch của một vị vua có ước mơ nhưng không thể thực hiện. 12. Thanh Hiến Tông, Tuyên Thống Đế, Ái Tân Giác La, Phổ Nghi. Thanh Hiến Tông, Tuyên Thống Đế, tên thật là Ái Tân Giác La, Phổ Nghi, là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh. Cuộc đời ông đánh dấu một giai đoạn lịch sử bi thảm, trải qua 3 thời đại khác nhau. Khi chỉ mới 2 tuổi, Phổ Nghi đã bị đưa vào cung dưới ý chỉ của Từ Hy Thái Hậu để kế thừa ngai vàng và đã phải chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của vương triều phong kiến mà ông đại diện. Từ các bức họa chân dung và ảnh chụp các vị hoàng đế nhà Thanh, có thể thấy rõ sự khác biệt rõ rệt giữa các vị hoàng đế thời kỳ đầu và những người kế nhiệm sau này. Các vị hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh là những người anh hùng với tư thế uy nghiêm, trong khi các vị hoàng đế sau đều mang vẻ yếu đuối, thiếu quyết đoán và thường xuyên chịu số phận ngắn ngủi. Với nhiều người lên ngôi từ khi còn rất nhỏ, dáng vẻ của 12 hoàng đế nhà Thanh đã phản ánh rõ sự suy tàn của một triều đại từng rất hưng thịnh, giờ đây đã không thể cứu vãn, rơi vào cảnh suy vong cuối cùng.